rồi, bây giờ tới giai đoạn này nè. Xin chào các bạn. À, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái lỗi mà của teamview, tức là cái chúng ta điều khiển từ xa của bên hệ thống máy tính. Ở đây khi mà chúng ta cài đặt xong, thì nó như vậy là còn là ok này, tức là mình phải có tài khoản. À, trước đây thì không cần nhưng mà bây giờ là phải cần à, cho nên là chúng ta à, vào cái tài khoản này là cài đặt như thế nào chúng ta bây giờ mình sẽ gỡ nó đi ha mình sẽ gỡ cái cái phần cài đặt này luôn à, gỡ luôn phần cài đặt à, chúng ta sẽ gỡ luôn phần cài đặt này sau đó cài lại từ đầu cho các bạn xem à, đó là do tôi sẽ làm cho các bạn từ đầu đến cuối luôn cho nó dễ thấy rồi các bạn vào program này ha rồi sau đó chúng ta sẽ gỡ cái chương trình này các bạn làm theo cái thao tác giống vậy rồi tìm cái tìm view sau đó chúng ta sẽ nhấn chuột là chuột phải nha nhấn chuột phải nó lên chữ vậy nè đó thì là nó sẽ gỡ cái gỡ cái tim view của chúng ta gỡ cái này ra này gỡ mất ra khỏi cái máy tính của chúng ta ừ. nếu mà cái phần mềm này nó bị lỗi gì đó thì các bạn mới gỡ ha còn nếu mà xài được thôi đừng gỡ ha còn cái này tôi hướng dẫn cho các bạn là gỡ là à tại sao mà hướng dẫn gỡ là hướng dẫn cho các bạn biết thôi rồi như vậy là xong rồi đó ha rồi bây giờ chúng ta sẽ vào là vào google đi vào vào, vào google ha à, rồi chúng ta sẽ đánh dạy nghề tuấn nguyện ha com về nghề tuấn nguyện com các bạn vào trang web này ha rồi sau đó các bạn nhấn vào cái cái trang web này thì các bạn nhìn thấy này ở đây có cái chữ mà cài đặt này Hả? cài đặt tìm ha rồi các bạn nhấn vào đây. đây đây là mình nhấn vào đây luôn thì nó ra cái phần mà cài đặt đây. chúng ta muốn tải là tải miễn phí chúng ta xài miễn phí nha đó, team view ha. Chúng ta nhấn vào cái chữ này nè. Đây, nhấn vào đây ha. À, miễn phí. Đó. Rồi, sau đó các bạn đợi. Đợi một tí xíu là đang tải xuống đây nè các bạn. Đang tải này Tải khi nào mà nó hết rồi là nó sẽ hết hết nhảy cái số ở đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấp chuột vào đây. Đó, nhấp chuột để mở nó lên. Là nó sẽ tự lên đây. Đó. Lên đây thì các bạn cứ nhấn vào đây thôi, xét nè, rồi cứ nhấn vào đây. nhớ nha, nhấn vào đây phần này phần cài đặt nha hương đang hướng dẫn cài đặt á rồi để vậy các bạn để vậy chạy đó đang cài đặt rồi chúng ta chịu khó đợi tiếng nha máy chạy nhanh hay chậm là do cái cấu hình của máy rồi bây giờ tới giai đoạn này nè tới giai đoạn này thì các bạn là nhấn cái, cái chữ này nè chữ ở giữa này nè ha à. ở đây có một ba một đây chúng ta nhấn vào một giữa này chúng ta các bạn à, cứ làm giống y theo vậy ha đó. rồi chúng ta nhấn vào cái ô ở đây nhấp vô đây sau đó là continue tiếp tục rồi như vậy là chúng ta đã cài xong cái phần mềm tìm view thôi nhưng mà cài xong vẫn không có sử dụng được hay là như thế nào Bây giờ tôi sẽ lấy một cái mã của một cái máy khác ha để chúng ta xem nha. Đây là một cái mã mà cái người nào đó gửi mà để điều khiển cái máy người ta hoặc là xem trong máy người ta thì chúng ta thấy cái mã đây này. Ở đây là ID này Các bạn thấy chữ ID không? Nếu mà ID này thì chúng ta sẽ đánh vào ID đây. À, giờ chúng ta đánh vào nha. Lấy bên này nè, người ta gửi cho mình cái này. ID, cái này dưới này là password, cái này là ID, cái này là password nha. Đó. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh nè 1 Đây 6, 4, 1 1, 6, 4, 1 đúng không 1 6, 4, 1 Rồi cái gì nữa 1, 6, 5 5, 1, 0 1, 6, 5 5, 1, 0 Rồi như vậy là chúng ta đã đánh cái ID lên đây rồi ha Các bạn nhìn thấy ID đây ha Đó, à, ID nha Đây Có chữ ID nè À ID đó, ID đó ha. À. Ở dưới này có chữ bắt password rồi. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ này nè. Ha, à, nhấp vào kênh còn net đó, kết nối. Rồi. Chúng ta đợi tí xíu nó sẽ hiện lên cái thằng này. À cho nên là nó không vào được, nó bắt là coi như mình phải cài cái tài khoản. Vậy thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này ha. Nhấn vào đây. Rồi, ở trên đây nó cho mình một cái khung. Đó, à, một cái khung thì chúng ta sẽ muốn đặt cái tên gì đó chúng ta đặt vào đây ha, ha. ví dụ như chúng ta đặt là dạy nghề à, tuấn nguyễn đi ví dụ như vậy đấy, ha rồi sau đó cái email email là email của chúng ta đang sử dụng được và chúng ta là mở được ha email là cái email mà chúng ta sử dụng được và mở được nhớ nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái email đi bây à, giờ chúng ta sẽ dạy nghề tuấn nguyễn luôn rồi a gmail com ok rồi cái bắt quật này là cái bắt quật mà chúng ta cài đặt để vô cái phần mềm này chứ không phải bắt quật của email nha nhớ nha đó bây giờ là cái này đài... sau này mà mình muốn mà cái tài khoản này mình muốn vào mà mình mở đó, mình mở trên cái máy tính khác gì đó thì chúng ta nhớ cái bắt quạt này để cài à, mình đã có cái tài khoản trong đây rồi đó, tài khoản của tim là chúng ta phải nhớ ừ. rồi ví dụ như chúng ta sẽ cài cái, cái chữ gì đó đi đó. Ừ. đây là bắt quạt ha Chúng ta đánh lại cái ở trên cho nó đúng với cái ở trên nha. Rồi. Khi mà chúng ta cài bắt quật này là chúng ta phải ghi lại để nhớ nè. Bắt quật nè. Sau đó chúng ta sẽ nét. Chúng ta sẽ nhấn nét. Rồi khi mà chúng ta cài đặt xong thì các bạn khi đó là à, cái bên à, bên team view á nó sẽ gửi cho mình một cái mail như thế này và mình sẽ mở cái mail mình ra đây cái mail của mình ha tim này này gửi tới cái mail mình sẽ nhấp vào đây để là kích hoạt ha à, kích hoạt à, khi mình kích hoạt xong khi mình kích hoạt xong là là cái tim mình nó xài được hồi nãy chúng ta xong sử dụng được bây giờ sử dụng này bây giờ chúng ta đánh vào đánh vào cái id và bắt quật do nãy đó id và bắt ha bây giờ đây là id bắt đây nhớ nha đây id bắt quạt chúng ta cứ đánh vào thôi nhấp vào con rồi đợi tí xíu nó sẽ lên à, như vậy là chúng ta xài được rồi ha đây nó lên được rồi nè vậy thì chúng ta sẽ đánh cái bắt quạt vô bắt quạt là cái dưới này nè tám tám ba này k này ba này mình đánh bắt quạt vô đây nè các bạn đánh cái bắt quạt vô đây nè cái bắt quạt là cái này nè đây cái này nè đó các bạn đánh vào tám ba k ba kt tám 3 K Đó, 83K, 3KT, 3K, 3KT. 3K. 3K. Đây, mình đánh dấu ngoặc vô đây. Xong rồi chúng ta sẽ nhấn cái chữ này nè, đó, chúng ta nhấn vào đây. Đó, lúc đó là màn hình chúng ta sẽ hiện lên như thế này. Đây. Đó. Ok. Như vậy là cái màn hình này là màn hình chúng ta đang xem cái màn hình của người khác, tức là cái người cho mình bắt quật và ID đó. Đó, à, màn hình của mình là màn hình này nè, màn hình của mình là màn hình này. Đây là màn hình của mình. Còn màn hình này là màn hình mình mới vào là cái phần của người ta đó. Bây giờ mình không có làm gì đây hết mà bên kia họ làm gì là mình sẽ nhìn thấy đây. Thí dụ như là họ viết cái chữ chào quý vị, sao mã họ viết dưới này. hả à, Ví dụ như là à mà đánh chữ gì thì bên mình sẽ biết và sẽ thấy. Hả à, chúc quý vị mạnh khỏe. Ok. Như vậy là ở bên chỗ máy tính khác người ta bấm cái gì thì trên này mình coi cái đó được cái đó ha. Và ở đây nè, ở đây nè. Khi mà chúng ta kết nối là nó có một cái biểu tượng bên này, tim giao nằm ở đây. Hả, à, đây là màn hình của người ta ha. Còn màn hình mình là màn hình mình là cái này nè đó à, này là màn hình mình à, của mình đây rồi nha các bạn ừ. rồi như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái lỗi mà con không vào được cái tim view vậy thì à, tim view thì sao bây giờ chúng ta cứ xài bình thường xong bấm vào mà cái mình bấm email vào à, đặt email đặt tên rồi đặt bắt buộc à, xong rồi nhấn là ok cho nó đi à, xong rồi mình mở email lên mình kết hoa là xong. Đó, mấy cái à, bước như vậy thôi. Rồi. Chúng ta không có muốn xem nữa thì chúng ta không có muốn xem, không có muốn à, không có muốn coi cái cái máy kia nữa thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút đỏ trên đây cho nó thoát ra. Đó, vậy là trở về lại màn hình mình, mình không có điều khiển, không có nhìn tới máy tính của người ta nữa nha. Rồi, chúc các bạn thành công.